Dạ, em xin kính chào mọi người. Tiếp tục thì hôm nay em sẽ giới thiệu tới mọi người một cái lô đàn điện ha, với mức giá từ khoảng 2 triệu cho tới khoảng 3 triệu mấy một cây thôi. Đấy, trong này thì nó có cũng khá là nhiều màu sắc và một vài cái kiểu mẫu khác nhau cho mọi người có thể lựa chọn ha. Và trong clip này thì em sẽ test đàn thông qua một chiếc amp nha mọi người, không đánh woofer ha. Rồi, cây đầu tiên em xin giới thiệu tới mọi người đây là một cây Shelder nha, một cây Shelder đó, màu đỏ nha mọi người, cây này màu đỏ ha. Cấu hình đàn là SSS 3 chiếc single coil. Đấy, cây này thì màu đỏ, ngoại hình thì khá là đẹp mọi người, ngoại hình khá là đẹp, không có bị chày xước, chóc vỡ hay nứt nẻ gì hết nha. Đấy, cần phím đồ đều rất là ok nha mọi người. Cần phím đều rất là ok luôn. Bộ khóa còn rất là sáng luôn. Bộ khóa còn sáng bóng nha. Rồi, cây số 1 thì cây này có mức giá là 2 triệu nha mọi người. 2 triệu cho cây số 1, ngoại hình rất là đẹp. Đấy. Đàn này thì em sẽ bán và kèm theo phụ kiện cho mọi người, bao gồm là bao đàn nè, dây đeo nè, phím nè và cần nhúng cho mọi người ha. Đấy, shop em thì nằm ở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ nha mọi người. Đấy, mọi người ở xa có thể liên hệ với em qua Zalo hoặc là số điện thoại em có ghi trên màn hình nha. Đó, về cách thức để tiến hành giao dịch thì mọi người đặt cọc trước giúp em là 500.000, sau đó em sẽ ship đàn, mọi người nhận đàn, kiểm tra, thanh toán cái số tiền còn lại cho shipper là xong nha mọi người. Đấy, đàn thì em sẽ bảo hành cho mọi người sử dụng là 12 tháng, mọi người cứ thoải mái sử dụng ha. Rồi, và cây số 1, cây Shelder Stratocaster, cây này có mức giá chỉ có 2 triệu nha mọi người, 2 triệu cho cây số 1 nha. Và sau đây em mời mọi người nghe thử âm thanh của cây số 1 này ạ. Và đến với cây số 2 nha mọi người. Đến với cây số 2 thì đây là một cây Stratocaster nữa, nhưng mà cây này là màu xanh nha. Cây này có màu xanh nha mọi người. Đây, đây là một cái dòng Photogenic ha. Những cái dòng Strat nội địa Nhật. Đấy. Cây này thì nó phù hợp cho mọi người có thể mang về tập luyện rồi nè, rất là ok. Chất tiếng cũng không phải là quá hay, nhưng mà nó cũng không phải là quá dở mọi người. Đấy, nó sẽ phù hợp, nó rất phù hợp với cái mức giá mà mọi người có thể bỏ ra để sở hữu ha. Rồi, cây này thì nó có màu xanh nha mọi người, ngoại hình thì cũng là tương đối khá là ok ha. Cây này nó có một cái vết xước nhẹ ở đây mọi người, một chút ép thôi ha. Thôi, còn cần phím đều rất là ok ha. Những cây này thì em đã kiểm tra rồi. Đấy, mọi người mua thì em sẽ tiến hành lắp thêm dây mới cho mọi người ha. Trong cái lô ngày hôm nay thì có một số cây là em đã lắp dây mới sẵn rồi mọi người. Đấy, có một số cây em đã lắp sẵn dây mới rồi. Đó, nếu mà mọi người mua thì chỉ cần mang về và dùng thôi. Đây, như cây này. Cây này thì em đã lắp sẵn dây mới nè mọi người. Cây này thì có màu xanh biển, nước biển ha.
Rồi, cây số 2 có mức giá là 2 triệu nha mọi người. Sau đây em mời mọi người nghe thử âm thanh của cây số 2 này nha. Tiếp theo đến với cây số 3 nha mọi người. Đến với cây số 3, đây vẫn là một cái dòng Stratocaster nhưng mà nó sẽ có một cái cải tiến hơn, đó là nó sẽ sử dụng một cái cấu hình đàn là HSS mọi người. HSS ở đây là nó sẽ có mọi người một cái pickup đôi như thế này và phía trên là hai chiếc pickup đơn ha. Đó. Rồi, đây vẫn là một cây Shelder mọi người. Cây này thì full màu đen ha. Full màu đen, một cái màu khá là huyền bí, khá là ngầu. Đấy. Full màu đen hết nha mọi người. Full black này. Ngoại hình thì rất là đẹp nha, rất là đẹp. Cấu hình đàn là HSS nè mọi người ha. Hai cái đơn một cái đôi nè. Những cây này mọi người có thể mua về làm show cho nó đa dạng cái thể loại nhạc nha. Đây, bộ khóa còn rất là sáng bóng nè. Rồi, và cây số 3 thì cây này em bán với mức giá là 2,2 triệu nha mọi người. 2,2 triệu cho cây số 3 nha. Và sau đây em mời mọi người nghe thử âm thanh của nó. Đến với cây số 4 nha mọi người. Đến với cây số 4, đây là một cây Stratocaster có cái thương hiệu là Legend ha, Legend huyền thoại mọi người. Đấy.
cây đây vẫn là một cái dáng trát bình thường thôi, và nó cũng có một cái màu đỏ ha. Cấu hình đàn thì vẫn là ba chiếc sinh của coi nè, cho chất âm của nó len keng ha, trep. Rồi đây, ngoại hình cũng rất là đẹp luôn nha mọi người. Ngoại hình cây này cũng rất là đẹp. Cây này nó khác với cây đầu tiên ở chỗ đầu cần ha, ở chỗ đầu cần đấy mọi người. Nếu thích luôn cái đầu cần màu đỏ thì mọi người có thể lựa chọn cây số 1. Nếu mọi người thích cái đầu cần mà nó có cái màu gỗ, nó có một cây gỗ tự nhiên như thế này thì mọi người có thể lựa chọn cây này ha. Đấy, hai cây này thì mức giá nó vẫn như nhau thôi mọi người, nó vẫn là 2 triệu thôi, tùy vào cái sở thích của mọi người ha. Mọi người thích cái đầu cần màu đỏ thì mọi người có thể lựa chọn cây kia, còn không thì mọi người có thể lấy cái này để tập luyện làm show gì đấy, nó rất là phù hợp ha. Rồi, cây số 4, cây này có mức giá là 2 triệu nha mọi người. Sau này em sẽ test âm thanh của cây số 4 này, mọi người cùng nghe nha. Cây số 5 nha mọi người, đây là một cái dáng đàn rất là sexy, rất là dễ thương và cũng như rất là được chuộng trên thế giới luôn mọi người. Đây là một cái dáng gọi là Telecaster ha, một cái dáng tên Telecaster. Hãy mọi người chơi đàn thì chắc chắn ai cũng sẽ biết tới cái dáng này, đó rất là nổi tiếng rồi. Cây này thì có cần đàn là cần Maple nha mọi người, cần đàn Maple nè, thương hiệu là Playtech ha, thương hiệu Playtech. Cây này thì nó có cái body màu xanh mọi người. Mọi người nhìn thấy nó dạ vào đèn không? Nó hơi xanh xanh tím tím ha, nó giống những cái màu của những cái quần jean đó mọi người. Đó, xanh đen ha, kiểu là xanh đen tím tím này. Đó. Nó không hẳn xanh nhưng mà nó cũng không hẳn đen luôn mọi người. Xanh xanh đen đen tím tím ha. Nó có một cái vết cứng nhẹ, rất là nhẹ ở chỗ này ha. Nhưng mà không có bị mất sơn nha mọi người. Không có bị mất sơn. Rồi, ở dưới này thì nó có một cái chỗ xước, thì chỗ này em có thể chấm sơn lại, chấm sơn lại cho nó thẩm mỹ hơn cho mọi người nha. Đây, chỗ xước chỗ này ha. Rồi, màu đàn thì là màu như là quần jean nha mọi người, giống như màu của những cái quần jean ha. Rồi, cấu hình thì là một cái cấu hình là hai chiếc single, thì cấu hình đặc trưng của cái dòng Telecaster rồi. Rồi, còn tình trạng hắc que thì rất là mới luôn. Hắc que còn sáng bóng, không có bị rỉ sét ha. Cần phím đều rất là ngon nha. Cần đàn Maple nữa nè, cho cái chất âm nó sẽ sáng hơn. Rồi, cây Telecaster số 5. Cây này em bán với mức giá là 3 triệu nha mọi người. 3 triệu cho cây số 5 này nha. Và sau đây em mời mọi người nghe thử âm thanh của nó ạ. We'll be right back.
đến với cây số 6 mọi người, đến với cây số 6 ha. Đây là một cây cọt, một cây thương hiệu là cọt G110. Đấy, G110 nha mọi người. Cây này rất là mới luôn ha, rất là mới luôn. Những cái siêu của nó chưa bóc nữa nè mọi người, những cái siêu trên mặt nạ chưa bóc ha. Cấu hình đang là ếch ếch, cây này nó khá là nhẹ mọi người, cây này nó khá là nhẹ, cái dáng của nó nhìn rất là độc đáo ha. Đây, dáng đàn rất là độc đáo mọi người. Đấy, đây màu thì màu đỏ, nhưng mà cây này nó sơn nhám nha mọi người, nó sơn nhám chứ nó không phải như là những cây trước là sơn mà kiểu sơn bóng. Cây này là sơn nhám nè, được gọi là màu satin đó mọi người, sơn satin ha. Rồi cho mọi người một cái cấu hình đàn là HSS ha, switch 5 nấc đấy, 2 ton 1 volume đấy, một cái cấu hình track HSS bình thường nha mọi người. Đây thương hiệu cọt ha mọi người, nó có mã màu đầu là G110. Cây này thì cái bộ khóa nó còn rất là mới nha. Rồi cây số 6 thì cây này hiện tại có mức giá là 3 triệu nha mọi người, 3 triệu cho cây số 6 nha. Và sau đây em sẽ test âm thanh cho mọi người cùng nghe nha. Chúng ta đến với cây số 7 nha mọi người. Đây là một cái thương hiệu đàn nó phải nói là rất là quen thuộc tới mọi người luôn. Đây là một cái dòng Squire. Squire là một cái thương hiệu con của Fender nha mọi người. Cái việc này thì hầu như là em giới thiệu câu cây Squire nào thì em cũng có nhắc tới cho mọi người ha. Squire, một cái thương hiệu con của Fender. Đây, Squire by Fender nha. Và dòng này là dòng Squire Bullet nha mọi người. Squire Bullet Strat. Đấy. Bộ khóa nè, bộ khóa còn rất là mới nha. Rồi, tới dàn phím. Đấy, dàn phím mọi người nhìn nè, rất là bóng loáng ha, không có vết mòn luôn nha mọi người, không có vết mòn ha. Đó, dàn phím còn gần như mới luôn mọi người. Rồi, đây, cây này có cấu hình làn là SSS và body là màu đen ha. Đấy, dòng Squire này thì chắc hẳn rất là quen thuộc tới mọi người rồi, về cái chất lượng mà cũng như chất chất âm ha. Rồi, cây này thì không có bị chày xước hay là nứt vỡ gì hết nha mọi người, không có chày xước nứt vỡ gì hết, ngoại hình đều rất là ok, rất là đẹp. Rồi, cây số 7 thì cây Squire em bán với mức giá là 3 triệu rưỡi nha mọi người, 3 triệu rưỡi cho cây số 7 ạ. Và sau đây mời mọi người nghe thử âm thanh của cây số 7 này nha. Thank you.
đến với cây số 8 nha mọi người. Đến với cây số 8, đây là một cái dòng Ibanez RX. Đây. Đây là một cái dòng Ibanez RX nha mọi người. Đấy, cái dòng RX này nó sẽ cao hơn cái dòng Geo ha. Đấy. Cây này thì nó có một cái body màu đỏ đỏ hơn hơn mọi người. Đó, khá là đẹp nha. Khá là đẹp luôn. Và cái cấu hình đàn là HSH nha mọi người. Đây. HSH ha, một cái đôi nè, một cái đơn và thêm một cái đôi ha. Switch thì lại là 5 nấc. Đó. Đàn thì rất là đẹp nha mọi người. Đàn rất là đẹp. À. Không có bị cấn mớp hay là chóc vỡ gì hết nha. Ibanez, đây bộ khóa nè mọi người. Rất đẹp nha. Đây. Rồi, và cây số 8 này thì em bán với mức giá là 3.7 triệu nha mọi người. 3.7 triệu cho cây số 8 này nha. Và sau đây em sẽ test âm thanh cây số 8 cho mọi người nghe thử ạ. Đến với cây số 9 nha mọi người. Cây số 9 và đây cũng là cái cây cuối cùng trong cái lô ngày hôm nay luôn. Đấy, đây là một cái dòng Ibanez Zone ha. Dòng Ibanez Zone nè mọi người. Đó, cây này thì những cái dòng này thì chắc là mọi người sẽ thấy rất là nhiều trên cái kênh của em ha. Đó. Đây, bộ khóa rất là đẹp nha. Bộ khóa cũng rất là sáng. Thôi, cây này thì nó có cái màu như lửa vậy mọi người ha. Đỏ đen. Màu đỏ nhưng mà nó có những cái vân màu đen nè. Nó ánh lên nó giống như một cái ngọn lửa vậy ha. Đó, rất là độc đáo và rất là đẹp. Cấu hình đàn thì vẫn là HSH nha mọi người. Đó, 5 way switch. Đây, 5 way switch nè. Rồi, một volume nè, một tone ha. Đàn thì khá là đẹp nha mọi người. Cây này rất là đẹp. Nó có một cái vết xước khá là nhỏ ở đây. Thì vết xước này em có thể chấm lại cho mọi người ha. Chấm lại cho nó thẩm mỹ hơn nha. Đó, body mặt trước mặt sau đều rất là ok luôn mọi người. Mặt trước mặt sau rất là ok nha. Đây em sẽ quay xa cho mọi người thấy được toàn diện nha. Đó. Rồi, cây số 9 cũng là cây cuối cùng trong clip ngày hôm nay. Cây này thì em bán với mức giá chỉ có 3 triệu rưỡi nha mọi người. 3 triệu 500 nghìn đồng cho cây số 9 này ha. Rồi, và sau đây em sẽ test âm thanh của cây số 9 này. Và mọi người xem video tới đây thì nhớ để lại cho em xin một like và cũng như một lượt đăng ký kênh nha mọi người. Em cảm ơn rất là nhiều mọi người đã ủng hộ em trong suốt thời gian qua nha. Và mọi người có yêu thích cây nào trong clip ngày hôm nay á, thì mọi người có thể nhắn tin cho em qua Zalo hoặc điện thoại trực tiếp cho em để trao đổi nó kỹ hơn nha. Rồi, em cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Và hẹn mọi người ở cái video tiếp theo nha.